Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Renforcer được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Diva. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Renforcer cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Renforcer Albumin, Beta, Glucan Dạng bào chế Dạng viên Công dụng và chỉ định của Renforcer Công dụng Giúp tăng cường chức năng gan trong trường hợp bệnh nhân suy giảm chức năng gan, tổn thương gan do bia rượu, Do dùng thuốc tăng cường sức đề kháng cơ thể hồi phục tổ chức mau lành vết thương sau phẫu thuật đáp ứng đại thực bào khỏe mạnh chỉ định dùng cho những người có chức năng gan suy giảm gây sút người đang ăn kiêng vận động viên thể thao bổ sung tình trạng thiếu hụt albumin cách dùng và liều dùng của renforcer cách dùng Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Ngày hai viên chia làm hai lần. Chống chỉ định của Renforcer. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Renforcer. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tác dụng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Renforcer, đồng thời biết cách sử dụng Renforcer sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham